Rồi, nên anh em xin chào cả nhà. Ừ, chào cả nhà nghe, giờ xuống sông rồi cả nhà. Ai đi mò cả nhà ơi. Này 9-10 giờ gì ta? 10 giờ. Cái này cây quá trời cây. Dục cao cũng đây đứt lửa hoài luôn. Trời ơi, quá trời gốc luôn cái trâu. Bao nữa. Xong rồi giờ quá rồi. Quá trời nước luôn ấy. Ba trà. Cái thuốc đi quậy quá. Tốt đang vòng không hả? Ủa hai cái vợ con mà ta, nãy với vũ đi cái lú rồi luôn. Chờ bá lửa đi. Chà cá nó mới ở. Sao ông ơi? Đây đây cái đồng. Ăn không? Đó nè. Có đã được giữ hay nè. Đi đường nào hả? Xéo vô đó. Xéo vô đó, xéo vô đó. Ủa sao đi xuôi nước được ta? Ngang xong đó đó. Buông buông. Đẹp phải không? Tính này. Rồi. Chà hỉ đèn sáng. Chà. Thằng này anh đi đi đi, đi xuống ông mà. Đi xuống đó đó. Lấy cái giặc mới được. Cái giặc đó giặc. Giặc đâu? Đâu cũng đụng mười. Đó. Đây đây nó vô đó rồi xuống đó luôn á, cái hàng cái này đi xuống đó dưới 10 á, là gà dưới đó đó. Xuồng thôi xuồng. Mình con đây một con đây. Đằng là trà với ấy không nghe, tự kỹ để tự nghe đây. Là trà nhóc. Đâu? Có chưa? Đâu có đâu xuôi xuống đây được không? Bây giờ đây. Trời ơi sao chị cháu không vậy? Cháu vậy sao đó? Cũng sẽ được chị cháu. Chị cháu là không có hả? Câu không phải cha. Cái gì? Câu. Câu gì? Nổi lên. Lấy cây cầm không? Ở đây cái vùng gì nữa vậy mọi. Hang đây nè. Có đâu có hang nữa nè. Đây hang cũ rồi gì nè. Đây cũng có hang cũ rồi đó nè. Phải ăn từ từ nghe, cái chợ cái chưa cái đó. Đâu có, mày rá rá thôi. Bệnh vợ con đi. Bệnh luôn hả? Ừ. Lặn mất tiêu hết rồi. Ba người lặn hai người gửi rồi. Lặn giật như vậy? Ai biết á. Cũ nè, ăn lùn quá đó. Ông lặn lên hả dạ? Không có đâu, giờ chân lặn bình giật. Cái này cũng xì nha. Cái hang này sao cũng nhìn cháo không? Đâu đâu đâu, mày qua bên hang cũ này, mày giải hang cũ tao bây giờ giật nha. Câu nó. Nghe cá lán không? Cái nào mà cũ đâu, cũ dưới đó đó. Còn mấy lần mình nát đi, thì mình nát đi, tôi ấy cho. Ấy sắp tới rồi, định cầm cái đèn đây. Tôi lặn mới được chứ, không ai lặn đâu có được. Rồi mày đạp thằng cũ lên nè bạn. Rồi được cháo không cả. Vô đông thì cháo luôn hả? Hai tên này nè, coi có hàng cũ không? Mũi quá cả nhà ơi, cắn ru mình rồi. Cho nó dọn luôn cái gì? Này thì cháo không vậy? Đi. Đâu mà đạp đạp lần lần chưa cái thương cái thằng. Từ từ nha, mà hàng phải. Đâu có được. Để cho bệnh nhân dặn, để ra. Cá học bóng cá trong không được láng này
sao hôm không là đụng thằng cá lan ấm mà kỳ vậy, tay quen tay đập mũi luôn rồi mũi có nghe ừ. Có hai con luôn á, hai con đâu không thấy mũi cắn quá rồi, hai con không thấy, thấy ba con cắn nè, còn có cái bùng binh rồi đó, là quá từ từ nha, tới bùng binh chưa lại xuống đây nè, con thấy bùng binh rộng quá rồi, tôi chưa có lên đâu, tôi nhìn bên đâu à, ta chẳng này cái chĩa nhấp ếch rồi, con nó ăn ra ừ. Lú cái ăn ra cái ăn vô rồi đó, tôi đạp cái động dẫn rồi động heo thôi rồi lên trên nó đi đây. Ở dưới là bệnh dạng rồi. Không phải ăn trùng trùng ở dưới luôn nha. Có ở dưới nè, đây bệnh dạng nữa. Đây đây nè, tao cứ mò cái con ếch nè nó không. Mò trên đó đó. Bệnh chưa? Bệnh rồi. Từ từ. Từ từ ấy. Chưa chưa chưa. Ha, thoát cái giò vô luôn vậy. Bự luôn nha. Hàng lồi lên bờ luôn rồi, nước nó sát quá trời sát luôn cả nhà. Còn là còn đi lên á, chứ hang này nó đi không có đi xuống đâu. Chút trễ nữa. Sao mà đặt? Đang vô cái vậy? Làm nhẹ nhẹ ra đi. Mời. Gì? Cái hang đang vô hả? Ừ, làm nhẹ nhẹ ra tao. Cạn quá. Từ từ đi, làm cháu nữa rồi. Ngoài này lắng cuộn hả? Nhìn cháu nghe quen vậy. Cháu nghe quen quá. Nhẹ thôi nha. Nhẹ à, đi xuống lúc rồi. Ngộ hang ngoài cái ngát xin cháu là nó không có ở hả? Ừ. Ngoài này lắng cuộn hả? Không có dính dây thụ vậy. Ai biết? Không. Dính nè, dính lại. Từ nha. Quá trời bận ngoài. Ngoài ra lắm cũng. Chưa có đạp á. Chưa gắn. Đi lúc rồi đó. Chỗ ra hổ tao mất tiêu luôn. Lắm cuộn mày. Lắm cuộn mày. Cứ lắm cuộn. Thật thử đây. Lắm cuộn mày. Trời ơi, đây nè. Dạ. Con hào, bụi chảng luôn. Trời ơi, đừng đâu con. Mười hai con luôn. Bắt xuống. Sống không vậy? Sống. Phải hào không? Hào cái gì? Của lại nữa. Mày làm như ngon ngọt rồi nó còn hay nặng nữa không? Hết à. Chưa biết. Rồi. Tới giờ phải không? Ừ. Xong. Còn thằng Tẻ không? Còn. Dạ đây có lý đó. Thằng Tẻ là có lý á. Chắc biết chừng dưới đây quay. Đấu xuồng á coi. Ủa được rồi. Ủa ông cái gì mà nó bay dữ vậy? Ừ, ông. Này đụng ngẫu ông luôn. Con nào lấy miếng tiết không? Trời ơi, dính tầm hồn luôn. Dính tầm hồn luôn rồi. Trong hồn. Quá bé. Có tương lai nha. Có không? Vậy là bỏ ba hang này có không? Đi. Có tương lai cái mặt chữ thấy ghét rồi. Đâu? 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 Xa ra, gần quá. Rồi. Rồi đạo dài dài thôi. Quán quá đi, biết sao nè. Quán không sao nè. Quán quá không biết sao à. Ở cái đầu sâu như vậy. Đèn nó hết mình luôn rồi. Đặt con này nha. Đặt đốm trọng á. Đặt đốm trọng á. Có đụng đụng gì trơn á. Ghê vậy. Cứng vậy. Cứng quá. Ừ đạp. Đạp là bé xương luôn.
lấy cái đèn đổ đầu á. Cái sáng trưng rồi. Ngập cánh giò con chưa vô tới rồi đó. Cá này bự hơn ở dưới ta. Hàng chà bá luôn, nguyên cá bự luôn rồi. Còn 2 kg đi. Ký chín thôi. Dữ vậy. Đang đứng luôn rồi. Có ách không? Còn ách nào không? Như là gõ gọn gì. Như là gõ. Như là gõ cũng hên xui nha. Dạ, dạ, nó có rồi. Rồi đầu phải không? Cua. Cua hả? Rồi. Cái hát nha, cua. Dạ. Vậy? Sao vậy, sao vậy? Cua này chắc cua cái ký á. Hàng bự lắm. Cua. Phải không đụng. Dạ. Lấy cục sình ném vô. Cho cục sình đi trước á. Chị có tới. Phụ không? Phụ đâu? Anh cua bằng cái càng mà cùng tay vậy. Cua thiệt mà. Cua thiệt. Rồi. Ủa cái áo không vào chụp coi. Thôi, lần chung cho ăn luôn rồi. Mất tiêu rồi. Dồn bùng vô hốt nó ra. Cua thiệt. Dồn bùng đại vô hốt ra. Sâu quá không tới. Bự không? Cua thiệt cua mà bự không á? Bự. Phải không? Ôi, 1 kg ngang. Cua gạch 1 kg là gạo đó. Nên được thịt cua chứ không phải thịt cá ngát cả nhà. Một bắt được con gì bắt đó. Vậy bắt là con đi màu là ha. Rồi mà hàng đi. Tranh thủ qua để cái bên nó bận mất tiêu nữa rồi. Tiêu nữa rồi cả nhà. Chuyến này chắc lên con cua quá. Có này sâu. Chưa đá nữa hả? Trời ơi. Hơi dài dữ vậy mọi người. Dạ bắt ra mà. Động chưa, cái tay tôi dài này để tôi bắt, thọt tôi bắt cái đấy không? Chưa. Đúng rồi. Đúng rồi. Thấy không? Thọt bắt ra. À, đúng rồi. Kiếm dây đi. Kiếm bị trói. Lên 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 lên. Trời ơi con cua. Trời ơi con cua đực kìa ông nội ơi. Chà bá luôn. Còn nữa không? Cá ngát ra con cua luôn. Đó là cua rồi. Con cua cỡ 1 kg lô luôn. Trời ơi cặp càng kìa. Quá. Wow. Có giống cua kìa. Ôi ui. Mình bắt cua luôn rồi cả nhà ơi. Nãy bắt được con rồi. Nãy được con rồi, nhóm này bắt kiếm con nữa coi. Kiếm con nữa bán. Cua lúc này mắc quá cả nhà ơi. Sâu không? Sâu lấy cù móc á. Đụng chưa? Sâu dữ lắm.
đúng không? Tới chưa? Hả? Chưa nữa hả? Ủa hàng nó xa. Hả? Đúng nha. Động chưa? Động rồi. Ừ. Ây da, mũi. Quá trời mũi. Này chắc 12 giờ quá. Là 12 giờ rồi. Khuya dữ rồi. Cứng dữ thật. Đất còn cứng. Có chừng cát mà xuống dưới này tới cát luôn đi. Sao dính không? Dính chứ. Cua cục trên. Cua ở trên. Được không? Hai con ký cũng được 400 ngàn, 300 mấy. Tám mở những cua nãy à. Không, lý quá. Mở cua nãy hả? 8, 10 à. Cũng cho cũng càng nha, cũng càng mất luộc ăn á. Chắc luộc luôn á các bạn. Chơi mẹ đi. Sao? Tại cua bự luôn cả nhà. Trời ơi. Đâu rồi? Thấy cục sình không vậy? Quá. Trời ơi. Lốt luôn. Trời ơi con cua. Cua đực. Quá đài cua. Hết hồn rửa cái rửa. Cặp hạt giáp. Rửa. Lúc rồi. Dao của này. Đài cua. Có không? Ra không? Bắt cua bán hay bắt cua luộc? Chắc luộc quá. Còn có thôi, bán ra luộc gì cậu tài bắt cua cũng được. Rồi. Ra càng hả? Không phải. Nó chạy vô nữa rồi. Ôi ôi mũi hết hồn luôn. Cái gì? Nó chạy ra chạy vô hoài vậy? Là sư phụ bắt cua. Hai con nó trên ký rồi đó. Ký gửi á, hai con đó đó. Con này nữa. Đâu rồi? Đâu quá. Đâu không? Đâu chưa. Đụng rồi mà con cái nó chạy vô bắt đầu cái vậy nè. Có đụng chưa nữa không ơi? Nãy ra ra rồi. Đụng nó giống dợp vậy. Giống dợp quá nè. Đó. Đợt rồi. Kéo vô đẳng. Trời. Bắt con cua gan càng rồi. Trời ơi, cái đầu ra thẳng giọt luôn á. Con cua chắc nè. Con cái. Cua gạch. Gạch không? Càng giống cua gạch quá. Để ra hết đi, bắt ra hết đi, luộc. Con quá trời nhỏ. Đào rồi, sâu dữ
xuống đây ngay. Đâu rồi? Ở đây hả? Ở đèn đây, cua ra tới sao cái đường ấy? Bắt đại đi, cua luộc mà. Để nó bò ra sao cái đường chụp? Chụp đại đi. Cái nội. Wow, được con nữa rồi. Cua gạch cái nhà không? Ờ, cái chó. Gạch ra cái chó. Cái chó gạch gì không? Gạch ra cái chó gì kệ đi. Rồi. Rồi, đây nhé. Móc qua đây nè. Móc qua đây tiếp. Ba cạn cua nãy nó bắt tiêu cạn cua nữa nè. Rồi, đứng đây đây. Ủa cái này nó rộng kìa. Mong luôn. Bắt tiêu cạn nữa kìa. Đụng luôn rồi đó. Đâu phải con móc qua đây. Đưa cây con móc qua đây cái đi. Nè. Vô coi. Không không á. Rồi, lụm. Lật ra rồi. Bụi cắn luôn quá. Ra không? Chắc mày nữa bạn ơi. Hàng nó sâu đỡ dữ lắm á. Cua bắt ban đêm rồi chưa? Đi lơ mơ là nó nằm ở ngoài biển hai không à? Cua chắc hết biết luôn. Có khổng tắm. Gãi tiêu càng ủ quá. Rồi kẹp cái nhà ơi. Kẹp nghỉ đại ra. Mũi cắn quá rồi. Rồi, nghiến cái rắc rồi đó. Nghiến. Rồi một càng hai con luôn. Đấy. Rồi. Trời ơi, cua cái nữa trời. Ủa cua đực cái gì á? Bắt cua gãi càng không à cả nhà ơi. Luộc mà đã được hai con kia à? Chụp luôn nha, đổ ra mà luôn. Wow, cái cua gạch, cua gạch rồi. Trời, cua gạch rồi. Trời ơi, uổng cua gạch rồi. Thôi mịn mà. Mịn đâu? Trời. Wow, quá cua, quá là cua. Rồi sao cảm? Đó rồi đó, ăn nó mãi mới thấy vô. Nữa rồi nhà ơi. Bạch cứng, bự quá, cứng lắm. Nó ăn lên cái bờ rồi không mà cứng lắm, quá trời giống rồi. Quá trời giống. Giấu gà đã ra qua phía hả? Muốn ăn thì phải lăn vào bếp hả? Cái đầu có sẵn à? Rồi thọt vô coi. Ủa ăn gai dữ vậy? Hàng này cực á. Nó cứng quá, nó cực ăn quá. Gai quá trời luôn rồi. Chờ bên đây luôn nè. Rồi ra. Hay quá bạn ơi. Cua kìa. Quá. Đậu cũng cạn. Cua ngoài đấy cũng cạn. Chỉ chứ đèn càng biết cua này luộc cũng vừa rồi. 4 5 kg à. Thì quả anh em được nhiêu đây cả nhà ơi. Quá cua. Gạch. Quá. Cua gạch mà gãi càng. Thôi giờ để quá trời. Để sáng mình làm món ăn đi. Giá mày khuya quá trời rồi. Thôi giờ anh em xin chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip sau.